xe chữa cháy đó. Chạy biết đâu ở xe chữa cháy á. Có cúp điện không ta? Chắc cúp điện rồi. Cháy rồi chắc cúp điện quá. Coi chữa cháy xong cái đã. Ủa nó nổ rồi, thấy chưa? Thank you.
Nguyễn Linh á, ở Nguyễn Linh nè, ngã tư Nguyễn Linh khu Xuất Thuận á. Vậy xe đó đó giờ mới xịt. Xích vô chấm. Đi chưa? Bỏ tay ra.